Xin chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay em tiếp tục lên cho mình cái lô máy cắt cỏ nha. Lô hôm nay là lô chữ A ha. Từ con A1 cho tới con A14 nha. Máy hôm nay thì có là 2 thì và 4 thì anh em. 4 thì con đó là con máy lớn luôn, 40 ly nè. Tầm lớn bố lớn luôn. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em nha. 0917414042. Số này em có dùng Zalo luôn nha. Hình thức mua bán bên em là bao ship tặng nhà, không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận ha. Là hàng tới nơi anh em có quyền được kiểm tra máy, có quyền được test nổ thử luôn. Thì 14 con máy này thì 13 con là máy 2 thì, có con số 13 là máy 4 thì. Thì đối với máy 2 thì anh em mình chuẩn bị xăng pha nhớt 2T là 2 thì đó. Lít xăng thì pha 40cc, còn 4 thì anh em chuẩn bị xăng ghi nhớt 4T như xe Honda ha. Thì do tính chất bên vận chuyển là người ta sợ cháy nổ, cho nên là hàng đi thì bên em phải lấy xăng ra hết đó. Cho nên là anh em mình nhớ chuẩn bị xăng nhớt sẵn đó, khi shipper người ta điện á, người ta giao hàng là anh em có xăng nhớt, anh em mình thử hàng luôn. Địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Hạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha, ở gần dốc cầu Cái He nha anh em. Anh em xem clip thì nhớ cho em một nút like, một nút đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi em vô con đầu tiên là con A1. Ủa quên, hôm nay có hai cái đầu máy nha anh em. Ở hai cái đầu máy này đồng giá 950.000 ha. Giờ em test nổ cho anh em xem luôn. Con này con màu đỏ này nó là Mitsubishi T140, còn con màu đen ở đây là con TD24 anh em, Kawasaki ha. Hàng bên em thì đã cho nổ hết trơn rồi, giờ chỉ việc là anh em có cái bộ cần thẳng thì anh em gáp cho anh em xài, còn không thì anh em gáp thì thuốc cũng được luôn nha. Tại vì hai con này tâm 260 hết luôn. Hàng đi thì bên em sẽ kèm bố sẵn cho anh em luôn ha. Tại vì cái này test nổ nên tháo bố rồi nha anh em. Đó, hàng đi thì thợ em sẽ gáp bố sẵn cho anh em luôn nha. Vậy anh em muốn gắn cái cần cắt cỏ vô gắn, còn không thì gắn xịt thuốc ha. Đó, máy thì nổ ngon lành hết rồi nha anh em. Rồi hai con đồng giá nha anh em, 950.000 cây, 950.000 đầu, 950.000 đầu là bao ship luôn, bao ship cho anh em luôn, 950.000 có luôn bố luôn nha anh em. Đó, con này là con TD24 nè, còn con đỏ này thì nó là Mitsubishi T140. Rồi em vô con đầu tiên là con A1. A1 của đây là con Robin NB231 ha. Con này nòng của nó là 32 ly, công suất của nó là 23cc nha. Con này bình xăng con thì nó là 2 kim mới ha, còn bình xăng lớn này thì cũng thay mới luôn rồi nha anh em. Cái này thì nó chỉ chứa xăng thôi chứ nó không có ảnh hưởng gì tới máy ha. Tâm liền, tâm nhôm nha, nước sơn là nước sơn zin theo máy nè, vàng ống luôn, công tắc ấn nha anh em. Đây máy thì ngon lành trên đào hết rồi, với lại được cái là máy làm máy bugi đứng á nên chạy rất là khỏe nha. Ví dụ như anh em cắt cỏ mà cỏ vườn thì anh em cắt bằng ổ cước, còn anh em cắt cỏ cứng thì anh em cắt bằng lưỡi dao ha, là mức gượt luôn. Ta lấy đồi gai dữ nè, lắp chắn cỏ đầu bò là zin cho mình luôn nha. Đó, ngon lành cành đào luôn nha anh em. A1 giá 1.1 triệu nha. A2 này là con Shindewa 21 ha, nòng của nó là 31 ly nè, công suất của nó là 21cc, chụp giật trả lượt luôn nè. Bình xăng con thì nó là 2 kim mới, bình xăng lớn thì nó là bình zin theo máy luôn nha. Số xe ghi là 58001694 ha. Con này đời 4 số luôn nha anh em, ở GA2021 nha. Đời Shindewa 4 số ha. Áo thì liền lạc cho anh em. Tâm thì nó là tâm liền, tâm nhôm. Nước sơn đẹp luôn nha anh em. Đây nước sơn chưa gớt luôn nè. Áo này nước sơn còn quá mới luôn.
tay lái ha, bắt ga nè, ở công tắc trên lắp nè, tay lái thì là tay lấy đơn, lắp đầu bò zin. Đó, tay lấy đơn nếu dụ mà anh em muốn đổ tay lấy đôi á thì anh em cứ lúc mà anh em chốt á thì anh em cứ báo bên em ha, bên em sẽ thay cho anh em bộ tay lấy đôi, thay thì bên em thay miễn phí nha, không tính tiền ha. A2 giá 1,1 triệu nha. A3 A3, con này là con beo nha anh em. Cái này là do chụp giật nó mất cái tem cho nên dán cái tem của Kawasaki cho đẹp nha. Nòng con này là 33 ly, công suất của nó là 24cc ha. Bình xăng con thì nó là 2 kim mới anh em. Bình xăng lớn này thì cũng thay mới luôn rồi nè. Áo thì liền lạc ha, không bể vỡ nha. Tum liền, tum nhựa nha. Con này cái lắp nó hơi lắc lắc anh em, là do đây nó có cái chỗ chịu nè. Nó cho nên là khi mà anh em cầm anh em lắc lắc thì nó lơ lơ này không, nó gơ gơ nè. Đó là ở đây nó có cái con tán nó chịu nè, cái đầu con ốc lục giác á nó chịu nè, thấy không? Bởi vì khi mà anh em cầm lắc lắc thì nó sẽ gơ gơ nè, thấy không? Nhưng mà nó không có đứt cơ nha anh em, tại đây có con ốc nó chịu, đen con này là hai con rồi cho nên không có gớt ra được. Công tắc máy đây ha. Rồi tay lấy đôi gai dữ nha, lắp chắn cỏ đầu bò zin anh em. Con này máy lớn mà nó giá được cái giá rẻ nè, tại vì cái dòng này là cái thương hiệu nó không có lớn, không có nổi tiếng á nên giá nó rẻ nha, chứ con này tới 24cc. A3 giá 1,2 triệu ha. A4 4 là con Maru 20, con này nòng 30 ly 20cc ha. Máy này thuộc dạng cho anh em mình dùng gia đình nha, cắt cỏ vườn của nhà ha. Con này áo còn rất là mới nè, áo nó còn xinh dờn nè, còn cực kỳ đẹp luôn. Đây, rất là mới luôn ha. Tum liền, tum nhựa nha. Con này bình xăng con là bình xăng con zin nè, bình xăng lớn con này cũng là bình zin theo máy luôn. Trong lốc là có dập mắt in dao băng luôn nè ha. Ở dập thì cái chữ dao băng đó là chữ dập nổi luôn, cho nên là anh em không có sợ bị bay mắt nha. Công tắc máy đây, công tắc ấn rất là nhẹ nhàng luôn. Ta lấy đôi gầy dữ nha, lắp chắn cỏ đầu bò zin luôn. Con này là zin nguyên bản hết luôn nha anh em, không có bị lai cái gì vô hết ha. Bình xăng lớn còn đẹp luôn. A4 giá 1,2 triệu nha. A5 A5, con này là con Tanaka 24 nha, nòng con này là 33 ly, công suất của nó là 24cc. Con này chụp được trợ lực luôn nha anh em. Bình xăng con thì nó là 2 kim mới ha, bình xăng lớn là bình zin theo máy nè, chân chống bình xăng thì còn đầy đủ nè ha. Áo con này màu xanh lá cây cũng rất đẹp luôn nha anh em, với lại nó không bể vỡ luôn nha, mặt tiền là chưa có nắm khói luôn nè. Cái thương hiệu Hitachi của nó là dập nổi luôn. Anh em xài thì cái chữ này CB thời gian thì nó có nước sơn nó khởi chốc, nhưng mà cái thương hiệu là không bao giờ mắc nha nè, nó dập vô luôn rồi không sợ mắc. Rồi tum liền tum nhựa nha. Tay lái thì nó là tay lái lệch nè, giúp cho anh em khi sử dụng cắt cỏ liên tục 3-4 tiếng sẽ rất là đỡ mỏi ha. Tay ga hay tay ga bóp luôn, công tắc trên tay nha nè, rất là tiện ha, cực kỳ nhẹ nhàng nè. Lắp chắn cỏ đầu bò zin, cái này lắp còn tem luôn nè, còn chữ luôn Hitachi 24 ha. A5 giá 1,4 triệu nha. A6
A6 này là con Ryobi anh em. Đó, con này nòng 32 ly. Công suất của nó là 23cc. Chụp giật con này là chụp giật cho lật luôn. Giật rất là nhẹ anh em, kết hợp là máy buggy đứng này ha. Con này bình xăng con thì nó là hai kim mới nha. Bình xăng lớn con này bình zin nè. Bình xăng lớn rất là đẹp luôn. Hai cục cao su là còn rất là cao nha anh em, rất là dày dặn luôn nè. Bình xăng lớn còn quá trời mới luôn ha. Tâm liền tâm nhựa nha. Tâm sáng đẹp nè, tem còn luôn, Ryobi. Áo thì dạng ống luôn nha anh em, không có bể vỡ luôn ha. Mặt trước cũng không có nắm khối luôn. Rồi, cái bát da con này thì anh em nhớ lưu ý giùm em. Mình kéo cái này vô mình giữ nè, rồi mình gạt cái này xuống ha, là lên ga nha. Đó, anh em nhớ giùm em cái chỗ này ha. Công tắc thì trên tay luôn. Đây, rất là ok luôn. Láp đầu bòi zin hết cho mình luôn nha anh em, chờ lượt luôn nè ha. A6 giá 1.3 nha. A7. A7 là con Maru 23 ha, nòng của này 32 ly, 23C anh em. Cái đời máy này nó rất là gọn nha, bề ngang chưa tới 20cm ha, cái đời này cực kỳ gọn luôn. Con này bình xăng con hai kim mới nè, bình xăng lớn là bình zin, đây zin nguyên bản nha nè. Đó, công tắc ấn ha. Con này cái hay của nó nằm ở chỗ là tum gời nè, tum này tum 260 luôn. Anh em có thể tháo gời ra chế cháo gì cũng được nha, nhất là anh em nào có nhu cầu xịt thuốc đó. Hiện tại anh em đang xả lúa rất là nhiều á, kiếm con máy của tùm gợi gì để dành để xịt thuốc cũng được nữa ha. Về cần tháo ốc này ra lấy cái đầu máy úp vô là vừa luôn nha. Ta lấy đồi gây giữ ha. Láp đầu bò zin anh em, con này nước sơn đầu bò nó còn ba mớ nha, còn nước sơn đỏ ba mớ chưa chóc, nó có chóc mà nó chóc chưa hết nha. A7 giá 1.450 nha. A8 là con Echo Kiwit nha, Echo 24 nha. Con này nòng 33 ly ha. Hai công suất của đó là 24cc. Áo thì còn mới nha anh em. Đây, mặt tiền không có nắm khối luôn ha. Bình xăng con là bình xăng con zin luôn nha. Bình xăng lớn con này cũng là bình zin theo máy luôn nè. Bình xăng thì còn bao sáng luôn. Rất là đẹp ha. Echo 240. Số xe ghi máy là 55029018 ha. Áo thì quá đẹp luôn anh em ơi, không có bể vỡ nè. Trên áo này nó còn cái tem Nhật nữa nè. Tem dán Nhật ha. Rồi, tâm con này thì nó là tâm liền, tâm nhôm nha. Ở đây thêm cái lớp ngoại bảo vệ nè, lớp eo zin luôn ha. Chữ Kiwit luôn là nha anh em, rất là mềm luôn, cực kỳ mềm luôn. Ta lấy lợp ha, ốc cùm 4 con nè, trắng tươi luôn. Tay ga bóp ha. Công tắc con này thì nằm trên tay luôn nha anh em. Láp đầu bò zin, con này zin hết luôn. Chụp giật con này nó cũng có trợ lực luôn nha, nhưng mà trợ lực theo dạng là lò xo ống ha. Cũng giật cũng rất là nhẹ nhàng luôn nha. A8 giá 1.6. A9. A9 con này là con Estin FS26 ha. Nằm con này 34 ly. Công suất của nó là 26cc. Con này cái nước sơn màu xanh là nước sơn phủ nè. Nước sơn phủ thì nó thêm lớp ngoài này, ha. Chứ nước sơn zin đó là cái lớp sơn màu trong này nha nè. Cái màu trong là sơn zin nè. Nước sơn xanh là sơn phủ ha.
nó nhìn thì nó không có được đẹp nhưng mà được cái là nó chắc chắn này, nó bảo vệ cái nước sơn lớp trong của mình. Bình xăng con hay kim zin, bình xăng lớn là bình zin. Đời mà tên 26 này là chạy rất là bền luôn nè, chạy cũng khỏe nữa, khỏe mà lại bền nữa ha. Mà hôm nay do cái nước sơn phủ này nhìn nó không có được bắt mắt cho nên là em bán rẻ lại cho anh em nha, có 1.7 triệu thôi, chứ đúng giá thường mấy này là tầm 1.9-2 triệu không à. Tại được trang bị là hai kim zin nữa nè, tâm liền, tâm nhựa nha. Ở đây trên cái tâm nó còn để tên máy này ha, Aston FS 26. Tại lấy đâu nha, ga con này thì nó là ga 2 chế độ ha, ga này như ga bóp vậy đó, anh em kéo ga là buông tự động nó chảy về, và anh em giữ cái này vô thì tới đâu nằm tới đó nè, ga 2 chế độ ha, lắp chắn cỏ đầu bò zin cho mình luôn nha, đầy đủ hết nha anh em. A9 giá 1.7 triệu nha, A10. A10 là con Echo Kiwit 260 ha. Con này nòng 34 ly anh em, 26cc. Con này bình xăng con zin, bình xăng lớn cũng là bình zin luôn. Con này cái vú bình xăng là vú lớn luôn nha anh em. Nè, vú bình xăng vú lớn luôn này ha. Tâm liền, tâm nhôm nha, tâm thì quá đẹp. Nước sơn nè, rất là sáng ha. 260, số xe ghi là 057 nè, 358. Chân chống chỗ bình xăng này nha anh em, là chân zin của nó luôn này ha. Tâm quá đẹp luôn, nước sơn con này còn quá mới luôn. Tay lái đôi, ga thì nó là ga giữ, công tắc thì cũng nằm trên tay luôn. Này lô máy này công tắc trên tay rất là nhiều luôn nha anh em. Láp chắn cỏ là bò zin hết luôn ha. Cái đời Echo Kiwit là cái đời máy chạy cực kỳ tiết kiệm xăng luôn nha anh em, cực kỳ lợi xăng luôn, nó ngang ngửa dòng Mitsubishi luôn. A10 giá 1.8 triệu nha. A11. A11 là con Shinawa shop đó nè, này là Shinawa 260 ha, shop là chụp giật chật lực ha. Con này bình xăng con hơi bị xịn luôn nè, gọi là xịn sò nhất luôn á. Hai kim zin này tay rõ tự động luôn, đóng e nè, lên ra là tự động nó nhảy về nó mở luôn ha. Bình xăng lớn con này cũng là bình zin theo máy luôn nè, bình xăng zin luôn nha anh em. Tâm con này thì nó là tâm liền, tâm nhôm ha, 260, 34 ly, 26cc. Công tắc là công tắc ắn, láp xịn điện luôn nha anh em, sơn nguyên màu xanh đó, xanh nước biển luôn ha, nhìn rất là tươi luôn. Tay đôi nè, gầy dữ ha, láp chắn cỏ đầu bò đầy đủ nè. Con này zin nguyên bản quá đã chịu lực luôn ha, quá vip luôn. A11 giá 2 triệu nha. A12. Con này cái công tắc zin nó bị kẹt đó anh em, kiểu như gắn vô rồi nó không có nhảy ra, rồi so nó hơi bị giãn á. Để ngày mơ thợ em nó thay công tắc mới cho anh em nha, thay công tắc mới xuống đây nè cho nó dễ anh em. Chứ để cái này nhiều khi mình nó kẹt vô đây mình không biết đường, nhiều khi thử lửa nó không có lửa, nhiều khi nó chết IC nó, thực sự công tắc nó bị kẹt ha. Cái này để cho thợ thay công tắc mới cho anh em. A12 con này là con cơm 2006 nè, BC 2006 nè, nòng 34 ly ha, công suất 26cc. Con này trang bị là bình xăng con hay kim zin luôn nè, quá xịn sò luôn, cực kỳ tiết kiệm xăng nha.
bình xăng lớn, con này cũng là bình zin theo máy cho mình luôn nè. Áo của này liền lạc hết ha, không bể vỡ nha. Tum là tum gờ, tum nhôm, tum 260. Con này mà gáp vô cái thùng xịt thuốc chạy phải gọi là cực kỳ đã luôn nha anh em. Cực kỳ khỏe luôn á. Tay lấy đôi ha. Gai dữ nha. Láp trắng cỏ đầu bò zin cho mình luôn. Ha, con này sẽ cho thợ cô thay công tắc mới xuống đây cho anh em. A12 giá 2 triệu. A13. Thì mà 40 ly cái nghe nó tiếng nó cũng khác gọt anh em ha. Chứ thường mà nghe hai thì xong mà qua 4 thì là thấy nó là lạ lắm, cái tiếng nó đã nó gì kỳ à, nghe nó không quen á. Bằng này 40 ly cái nó gống đã ghê. Này 40 ly anh em, 35cc nha. Còn về tính theo ngựa thì nó bằng nó ngựa gửi ha, nó bằng với thằng Honda gửi 35 nha. Bình xăng con là bình zin nè. Bình này bình xăng lớn là chứa xăng trắng nè, xăng 92 95 gì cũng được ha. Còn đây là nhớt là anh em phải xài nhớt 4 thì nha, nhớt xe Honda nha anh em. Tâm thì nó là tâm gờ, tâm lớn bố lớn nha, tâm nhôm luôn. Chống hình thằng gửi 35. Cặp tắc ắng nè. Mão này đủ ha. Tem chữ Nhật còn luôn nè. Ta lấy đôi nha. Gây dữ, láp đầu bò đầy đủ nè. Máy thì ok lạnh, ngày nổ. A13 giá 2.8 nha. A14. A14 là con Mitsubishi T170 nha anh em. Nòng con này 36 ly ha, công suất của nó là 33cc nha. Tem là còn đầy đủ luôn nè. Máy là bình xăng trên thì anh em nhớ lưu ý ha. Khi mình sử dụng thì mình mở bình xăng cho xăng nó xuống nè. Còn không sử dụng anh em nghỉ thì anh em khóa bình xăng lại giùm em ha. Ở đây thì tụi em có gắn thêm cho mình cục lượt xăng luôn nè. Anh em nhớ lưu ý con này nha. Con này thì anh em chỉ cắt cỏ cho lại bơm nước được thôi ha. Chứ không có tháo rời cái đầu máy là chế cháo gì được nha anh em. Chỉ cắt cỏ cho lại bơm nước thôi. Bơm nước thì anh em muốn gắn trực tiếp vô đầu bò cũng được, mà anh em tháo cái đầu bò cũng được luôn. Cái đó thì tùy cái nhu cầu thôi, chứ anh em không có làm cái gì ngoài ra việc là cắt cỏ là bơm nước ha. Anh em nhớ lưu ý giùm em con này nha. Con này đặc biệt cái là gì, ở chân trống thì đầy đủ nè ha. Lát thì xay được 360 độ luôn nha. Để khi anh em cắt cỏ thì anh em cắt trong ngóc trong ngách thì việc là xay cái lát thôi, nó rất là tiện ha, chứ để nó nhẹ cho mình nữa. A14 giá 1.8 nha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em ha, 0917414042. Chào tất cả anh em nha.